Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc là quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Ở Việt Nam mình thì nhắc đến chiếc xe Kia Cerato thì chúng ta cũng đã biết được là ở Việt Nam mình nó có rất là nhiều bản Kia Cerato khác nhau. Ngoài cái phiên bản Kia Cerato sản xuất và lắp ráp trong nước ra thì còn có những chiếc xe Kia Cerato được nhập khẩu ạ. Và những chiếc xe ô tô nhập khẩu thì nó lại có rất là nhiều bản khác nhau ạ. Chắc là nhiều quý vị và các bạn cũng đã biết và còn rất nhiều quý vị và các bạn cũng chưa biết được đâu ạ. Vì Kia Cerato nó có những chiếc xe nhập khẩu ví dụ như sản xuất tại Hàn Quốc và xuất đi Trung Đông, từ Trung Đông nhập về Việt Nam mình, hoặc là nội địa của Hàn Quốc, tức là nhập từ Hàn Quốc về, nó cũng sản xuất tại Hàn Quốc thôi nhưng mà mình nhập từ Hàn Quốc về. Và có một bản nữa mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ở chiếc xe Kia Cerato này, đó chính là chiếc xe Kia Cerato bản xuất châu Âu. Tức là bản xuất châu Âu nó khác với những các phiên bản khác như thế nào thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato sản xuất tại Hàn Quốc và xuất châu Âu ạ. Thưa với quý vị và các bạn, sản xuất tại Hàn Quốc nhưng xuất sang Việt Nam mình hoặc xuất sang Trung Đông hoặc là xuất tại thị trường nội địa của Hàn Quốc thì là những chiếc xe đó thường là option nó cũng chỉ tương đối thôi và cái độ an toàn nó cũng chưa phải là cao, chỉ được trang bị hai túi khí. Nhưng chiếc xe Kia Cerato này thì option đã được đầy đủ và trang bị đến 8 túi khí đấy. Đó là cái điểm khác nhau giữa xe xuất châu Âu và xuất nội địa Hàn ạ. Tôi sẽ vừa quay vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn biết được cái sự khác nhau giữa các bản Cerato ạ. Về chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy đấy, tôi quay về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2011. 2011 đến nay là 9 năm sử dụng rồi mà chiếc xe nó còn được đẹp như thế này đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể thấy được đấy. Nước sơn rất là bóng đấy. Rất là mới và rất là bóng đấy ạ. Từ cuối năm 2010 thì Kia cũng đã lên cái thay đổi một chút cho chiếc xe này, đó là chiếc xe 2011 nó khác biệt đấy ạ. Ở 2011 thì là cái xi nhan tích hợp trên gương này nó là nhỏ hơn ạ và nó nằm phẳng vào trong gương. Khác với phiên bản trước đó, phiên bản 2010 thì là cái xi nhan trên gương này nó to và nó lồi hẳn lên ạ. Xe thì cũng đã được trang bị đầy đủ các option ví dụ như khóa thông minh, đèn ổ start stop, ghế da, cửa nóc, la răng đúc và đặc biệt là tiêu chuẩn rất là cao, đó là được trang bị đến 8 túi khí. Nó khác với các phiên bản khác, phiên bản nội địa Hàn hoặc phiên bản Trung Đông hoặc là phiên bản xuất về Việt Nam mình. Tức là xuất về Việt Nam mình là những chiếc xe mà hãng nhập về đấy thì tiêu chuẩn nó cũng chỉ được 2 túi khí thôi. Thế phiên bản này đến 8 túi khí rồi. Toàn bộ về cái phần ba đầu xúc trước này, đèn pha, đèn gầm, đèn xi nhan, ca lăng, cửa gió, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn đây ạ, tôi quay cho quý vị và các bạn xem biển Hà Nội và cái biển số xe này thì rất là đẹp đấy ạ. 29A85658. Chiếc xe được sản xuất năm 2011 và đăng ký năm 2011, đăng ký tên tư nhân, đã chạy được hơn 8 vạn km rồi. Khóa thông minh và bấm tay mở cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, đã có nút bấm tay mở cửa đây, cả bên lái và bên phụ đều bấm tay mở cửa, khóa thông minh ạ. Và những cái tay nắm cửa này được làm bằng chrome, rất là đẹp ạ. Rất là đẹp mắt ạ. Đây, bên phụ cũng được bấm tay mở cửa đấy. Xi nhan được tích hợp trên gương và chủ xe cũng đã lắp thêm cái gương cầu này đấy ạ. Và bộ gương là gương gập điện rồi đấy ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe, cụm đèn hậu đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Và quý vị và các bạn cũng đã thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị rất là đầy đủ option từ những cái cảm biến sau này, camera lùi,
Camera lùi nguyên bản theo xe nhưng chủ xe đã lắp thêm màn hình và đầu DVD và đã độ thêm một cái camera lùi hiển thị trên màn hình nữa. La răng thể thao và là la răng bằng hợp kim đúc và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Dàn lốp Michelin. Sau 9 năm sử dụng, chiếc xe Kia Cerato 2011 nhập khẩu, nhập xuất hàng xuất châu Âu còn rất là đẹp như thế này đấy ạ. Tôi quay lại một vòng cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu đồng thôi. Thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu bản full đồ này đấy ạ. Chiếc xe này là màu xám hay còn gọi là màu xám lông chuột quý vị và các bạn nhé. Màu này là màu rất là hot của dòng Kia Cerato đấy ạ. Màu rất là hot và là cái màu đặc trưng của chiếc xe Kia Cerato. Mọi người cứ hay gọi là Kia Cerato màu nòng súng đấy ạ. Ngày xưa là hay gọi là màu nòng súng đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Rất là đẹp mà cái màu này nó rất là sạch sẽ và màu rất bền. Tiếp theo thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Thưa với quý vị và các bạn, tất cả những chiếc xe mà chúng tôi quay lên để giới thiệu cho quý vị và các bạn trên này, tất cả chúng tôi đều bán những chiếc xe là thứ nhất là không có lỗi này, không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản. Nếu như không nguyên bản thì chúng tôi sẽ không đăng lên trên này đâu. Cho nên là nhiều quý vị và các bạn bảo là tại sao là giới thiệu con nào nó cũng đẹp, con nào nó cũng không đâm đụng, không ngập nước, những chiếc xe lỗi thì chúng tôi lại không đăng bán ở trên mạng này vì mất uy tín. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương gập điện này, đầy đủ và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây thì quý vị các bạn xem đây ạ, tất cả còn rất là đẹp ạ. Vô lăng cần số này, chạy hơn 8 vạn km thôi. Đấy, ghế da cũng còn nguyên bản này. Rất nhiều người đi những chiếc xe này bây giờ thì đã phải làm lại hết cả nội thất rồi, làm lại hết cả phần ghế da rồi, nhưng chiếc xe này, bộ ghế da này còn nguyên đấy ạ. Và cửa nóc đây ạ, xe cũng đã được trang bị đầy đủ option cửa nóc hết tất cả rồi đấy ạ. Và đặc biệt nữa ở cái phiên bản châu Âu này thì 8 túi khí, quý vị các bạn thấy đấy, ở phần ghế cũng có túi khí ạ. Chứ những cái phiên bản thiếu ấy thì nó chỉ có 2 túi khí thôi. Nó chỉ có 2 túi khí, một là túi khí vô lăng cho bên lái và một túi khí ở bên phụ thôi ạ. Còn bản châu Âu thì nó sẽ có hết cả đây ạ. Từ má ghế này, này tất cả đây ạ. Túi khí này, đằng sau cũng có luôn ạ. Cái tiêu chuẩn châu Âu thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, cho nên là túi khí nó sẽ có 8 túi gần như là quanh xe rồi đấy. Và tất cả còn rất là đẹp ạ. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe này. Tất cả đây ạ. Ốc cánh cửa này, gioăng còn nguyên và còn rất là đẹp ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Táp bi thì còn rất là đẹp đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Chủ xe cũng đã độ lên là cái đầu DVD, màn hình trước và hai màn hình sau. Tức là 3 màn hình đấy ạ. Đây là tôi chưa mở đĩa DVD. Nếu mở đĩa DVD nó có tín hiệu là ngồi đằng sau xem màn hình rất là đẹp ạ. Hệ thống giải trí đã được chủ xe độ lắp thêm ạ. Và cái phần ghế cho người ngồi phía sau đây ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. À. 368 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu châu Âu này ạ. À. Rất là đẹp. Mặc dù thời tiết lúc này đây rất là nắng nóng, nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Những cái nào cần chi tiết thì tôi sẽ quay chi tiết. Ví dụ như là chiếc cốp sau đây ạ. À. Keo chỉ đây ạ. À. Vì là những cái phần cốp sau hay là cái đầu, phần đuôi là hay bị đâm đụng nhất, thì tôi phải quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe tầm hơn 300 triệu thì là quý vị các bạn nên tham khảo chiếc này. Và chúng tôi cũng khuyến khích quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem trực tiếp về chiếc xe này, lái thử chiếc xe này luôn ạ. Thì địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Và đây là chiếc lốp xưa cua và bộ phổ tùng, tất cả cũng còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy.
Và nếu như quý vị và các bạn muốn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Tiếp theo thì chúng ta cũng đi tìm hiểu thêm về cái phần cánh cửa phía sau bên phụ đấy ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Táp bi cửa cũng rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết, bộ ghế da này còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có thay một tí nào, chưa có vá một tí nào. Chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận đấy ạ. Keo chỉ, răng, ốc bản lề, tất cả là còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị tháo ra, chưa có sửa chữa gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản hết đấy. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đấy ạ. Tất cả về keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Táp bi đây còn rất là đẹp ạ, chưa có xước sát gì cả. Ốc bản lề này, tất cả ốc bản lề doang, từ đến cái bậc cửa đây ạ, bậc cửa còn chưa có xước sát gì cả. Tất cả còn rất là mới ạ, rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái phần cửa nóc của xe. Xe cũng đã được trang bị full option, có cả cửa nóc rồi. Và cái phần trần của xe đây, quý vị các bạn cùng xem ạ. Rất là sạch sẽ. Gương chiếu hậu này là gương chống chói rồi đấy. Đây là cái phần gương chống chói này. Chủ xe cũng đã lắp thêm cái bộ camera hành trình. Đây, thưa quý vị các bạn đã có camera hành trình rồi. Vừa camera hành trình, vừa camera lùi, có đầy đủ hết ạ. Đồng hồ đây ạ. Chiếc xe chạy được 8.7 km rồi. Vô lăng còn rất là đẹp. Vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển cho vô lăng. Đèn nổ start top. Màn hình mà chủ xe đã lắp thêm đây ạ. Màn hình và đầu DVD tích hợp camera lùi. Điều hòa auto, điều hòa tự động đây ạ. Điều hòa tự động và có cả chân cắm USB để giải trí. Vô lăng cần số thì còn khá đẹp ạ. Táp bi cũng còn rất là mới ạ. Rất đẹp đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe Cerato này thì đã được Kia trang bị cho một cái khối động cơ 1.6 lít và là động cơ DOHC, động cơ xăng đấy ạ. Đây tôi quay, hôm nay tôi sẽ nổ máy, tôi quay cho quý vị các bạn. Nổ máy thì nó hơi nóng một chút thôi, nó ảnh hưởng đến cái máy quay của tôi, có thể nóng quá máy quay nó sẽ dừng. Nhưng mà tôi cũng sẽ nổ máy cho quý vị các bạn cùng xem đấy. Tất cả keo chỉ này, keo chỉ là còn nguyên hết đấy ạ. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Keo chỉ này còn nguyên hết này. Ốc tai cũng còn nguyên hết ạ. Đấy quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Chiếc xe đang nổ máy này. Chiếc xe đang nổ máy nhưng mà rất là êm ạ. Không có rung lắc gì đâu ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và cái điều quan trọng nhất quý vị các bạn đang quan tâm đấy ạ. Cái ốc chân máy là còn nguyên hết đấy ạ. Đấy. Ốc chân máy này còn nguyên này. Máy móc này còn nguyên bản này. Chưa làm máy đâu ạ. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Vậy quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato 1.6 2011 này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu đồng. Chỉ 368 triệu đồng thôi là quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu này ạ. Quý vị các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip để ủng hộ tinh thần làm việc cho anh em chúng tôi dưới trời nắng như thế này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.